Vâng, em xin chào toàn thể anh em là thợ bẫy chim trên mọi miền Tổ quốc nhá. Thì em cũng giới thiệu cho anh em để biết đến này. Thì nhà em chuyên làm bộ lưới, làm theo yêu cầu của anh em nhá. Thì hiện tại là coi như là các loại kích cỡ để anh em đi đánh chim. Em làm cái bộ, ví dụ cái bộ đánh lưới đánh ghen này. Lưới đánh ghen này nhá. Cái bộ này này em làm hoàn chỉnh luôn này, nó là đánh ghen này, đánh chim cu gáy đấy, đánh một cánh nhá. Hiện tại nó dài là dài 80 phân đấy, dài 80 phân nhá, để đánh úp chim cu gáy, úp cả vào bụi luôn đấy. Đấy, nhà em thì nói chung là làm đầy đủ kích cỡ từ 80 cho đến 1 mét 2 mét đấy nha anh em nhá. Đây là đánh chim gáy này, hoặc là đánh chim chào màu chích chè, đánh bằng lưới cũng được nhá anh em nhá. Đấy, hoặc là lưới chim sẻ, chim di đều được cả anh em ạ. Đây em làm hoàn chỉnh hết cho anh em đây, coi cọc này, cọc nhá, cọc néo nhá, rồi lưới này, lưới từng từng loại mắt một nhá. Đây mắt này, mắt mắt 8 phân này, mắt 8 phân sợi 4 này, để đánh chim gà gáy này, đánh đấy, đánh đấu nhá, đánh đấu đánh chim gáy nhá. Đấy, cọc đây, em làm hết hoàn chỉnh hết, anh em về chỉ việc chơi thôi. Đấy, hoặc là anh em nhá, thích loại đánh chim di này, chim sẻ này đều được hết nhá, em sẽ làm hết. Còn đây là một bộ hai cánh. Bộ hai cánh đây nhá. Bộ này cũng có là một dài 1,5 mét này. Đấy, dài 1,5 mét. Em làm hoàn chỉnh luôn cả một bộ, đầy đủ luôn, về chỉ việc chơi thôi, việc đánh thôi. Đầy đủ cả dây giật lẫn cả dây cọc, dây néo có hết rồi. Đấy anh em nhá. Đây này. Một bộ này. Bộ này là 1,5 mét để đánh chim gáy đây. Đánh bộ nhỏ thôi. Đây là dành riêng là đánh là dài 5 mét, cao 1,5 mét. Đấy. Là anh em về chỉ việc chơi nhá. Còn anh em nào thích dài rộng bao nhiêu thì em sẽ làm cho anh em đúng như theo yêu cầu của anh em luôn. Đấy, nhà em thì đầy đủ các loại kích cỡ và các loại mắt, từ mắt 3 phân cho đến 4 phân, 5 phân, 6 phân, 7 phân, 8 phân, 9 phân nha anh em nhá. Đấy, làm theo yêu cầu của anh em luôn. Còn anh em nào thích đánh đấu hoặc đánh một cánh, hai cánh đều được hết, em sẽ làm hết cho anh em. Xào xước em làm hết. Đây là em sẽ làm xào hết cho anh em. Anh em về chỉ việc chơi thôi. Đấy, em cũng bác nào có cần thì anh liên hệ với em qua số điện thoại là 0904669517, là số Zalo của em đấy. Hoặc các bác cứ để số điện thoại trên kênh của em thì nhà em sẽ có người gọi lại. Em cũng chào toàn thể các bác và hẹn các bác video tiếp theo ạ.